Hello anh em, hôm nay là ngày 15 tháng 4 năm 2020. Thì bữa nay cũng bên dụng cụ cầm tay NT cũng mới về được một số mặt hàng. Thì bây giờ mình cũng xin cho anh em xem một cái ngoại hình và báo giá luôn cho anh em, khỏi làm mất cái thời gian của anh em ha. Đó, mình vô cho nó lẹ. Rồi, đầu tiên là một cái con số 1. Đây là con số 1 Honda nha anh em. Honda GX160, động cơ là 5,5 ngựa. Con này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 3 triệu. Đó. Thì con này á, con đối với lại con số 1 này á, thì nó được chuyền cốt thẳng nha anh em, cốt thẳng tua nhanh đó, cũng như là cái dàn lông nó hơi cũ một tí, nhưng mà có cái nó bù lại cái máy á, cái máy còn rất là đẹp đó, cái máy á, là cũng như là nó cái lốc nó còn rất là trắng, rất là đẹp luôn nha anh em, nhưng mà có cái là nước sơn á, cũng như là cái máy này nó bỏ nó bị va chạm nhiều quá, thử ra nó hơi bị chốc một tí đó ha, hơi chốc tí thôi, nhưng mà máy hoạt động rất là ok, rất là ngon. Thì đối với lại những cái dòng máy nổ á, thì con cũng như á là nếu mà nó đẹp trọn vẹn á, thì cũng ok, nhưng mà có cái á, là cũng như cái điểm mà nó xấu bề ngoài, nhưng mà cái dàn trong của nó đẹp, nó nổ im đó, là anh em xài cũng rất là yên tâm ha. Đó, cũng như cái dàn trong là chủ yếu là cái dàn trong ruột của nó, trong máy của nó đó, bây giờ là bình xăng con, đồ rin theo máy hết là ok đó, hoạt động là cũng như là hoàn hảo, là ngon lành, chứ không cần mà cái ngoại hình mà nó đẹp mà ở trong cái lòng thì nó thấy ghê, là cũng không có được ngon, cũng không có được anh em xài cũng không có được ok lắm ha. Đó, cái là mình quay đâu cho đó, mình cho anh em xem kỹ cái ngoại hình. Rồi, đây là cái bình xăng lớn của nó. Đó, nó hơi chày một tí, nhưng mà có cái là ở trong nó còn rất là sạch nha anh em, nó còn rất là sáng luôn. Thì đối với lại một cái máy số 1 Honda GX160 này á, động cơ 5,5 này á, thì rất thích hợp cho anh em mà chẳng hạn như anh em bỏ lên đầm cốc, hoặc là đầm cốc, đầm bàn, hoặc là anh em bỏ xuống vỏ lãi là anh em chạy cũng rất là ok. Rồi, sau đây là mình cũng test máy luôn cho anh em xem. Công tắc on off. Rồi, máy hoạt động quá hoàn hảo nha anh em. Honda này á, là Honda Thái nha anh em. Đó, Honda này Honda Thái, nhưng mà có cái là máy hoạt động rất là ok, rất là ngon, nổ rất là ngon. Rồi, con số 1 Honda GX160, động cơ 5,5 ngựa. Con này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 3 triệu. Thì đối với lại cái con số 1 này á, là nó được chuyền cốt thẳng nha anh em, nó đi cốt thẳng tua nhanh. Đó, tua của nó là tua mắt, tua là 4 ngàn. Qua wow, tới tiếp tục một cái con Mitsubishi. Cái này á, là nó là Mitsubishi 182 nha anh em, GM182, động cơ là 6 ngựa. Đó, động cơ là 6 ngựa. Thì con này mình được giá bán cho anh em với giá là 3,7 triệu. Thì con này á, mình tháo ở trong từ cái đầu cách âm đi ra, thành thử ra máy đồ á, cũng còn rất là đẹp. Đây, con này á, thì nó có đề nha anh em. Đó, thường thường á, nằm trong mấy cái đầu cách âm á, thì thường đa số là nó đi nó gắn cái động cơ có đề là nhiều ha. Đó, lốc rồi cũng còn rất là đẹp. Ừ.
Thì đối với lại cái con số 2 Mitsubishi GM182L này thì nó được truyền cốt xéo nha anh em. Đó, cốt nó là cốt xéo cô chậm. Đây cái dàn ốc cũng nó cũng còn rất là đẹp. Dàn ốc còn cũng còn 7 màu luôn nha anh em. Thì thường mấy cái mà ở trong đầu cách âm á, thì anh em về là xài cũng khổ phải bàn. Đó, anh em cứ yên tâm xài. Thì thường mấy con trong cái đầu cách âm rất là đẹp. Đây là bên cái nắp chụp cò của nó. Bình xăng con có chế bình xăng con rất là đẹp luôn. Rồi thì thường theo thường lệ mấy cái đầu mà đầu rời ở ngoài nó có cái yếm nhựa ở đây, nó có yếm nhựa ở đây, thì con này nó nằm ở trong cái đầu cách âm thì nó không có yếm nhựa ở đây nha anh em. Đó, nó không có yếm nhựa ở đây thôi chứ không có gì hết. Rồi thì đối với lại con này thì nó có báo nhớt nha anh em. Đó, con Mitsubishi 182 này nó có báo nhớt luôn. Đây cục báo nhớt nó nằm đây đó, khi mà nhớt mà bị thiếu là cái máy mình nó không có hoạt động được. Ok, bây giờ mình sẽ thao tác mình đề nổ luôn cho anh em xem. Đó, thì ở đây một cọng dây này là cọng dây tắt nè, cũng như nó truyền lên công tắc hết toàn bộ. Hai cọng dây này cũng dây tắt, còn hai cọng dây này hai cọng dây đề. Rồi mình cũng sẽ test luôn cho anh em xem. Rồi, một cộng này là đèn nha anh em, một cộng xanh sọc vàng với lại cộng một cộng đỏ đỏ đen này là dây đời ha. Rồi đóng nghe lại cái. Máy nổ rất là êm luôn. Rồi sau đây là cái phần test ga luôn cho anh em. Rồi áp lại đi. Ok. Thì đối với lại những cái đường dây này, nếu mà anh em nào mà nếu mà về anh em mà thiết kế những cái chỗ khác thì mình để luôn. Còn nếu mà những anh em nào mà nếu mà không biết đi về đường dây điện thì mình sẽ hỗ trợ anh em, yêu cầu sao mình sẽ hỗ trợ mình làm cho anh em cái đó ha. Rồi coi bây giờ mình xin thông báo giá lại con số 2 Mitsubishi GM182L. Con này động cơ của nó là 6.0 PS, là 6 ngựa nha anh em. Con này nó được truyền cốt xéo tua chậm, tua trung bình của nó là tua 1800, đó mát tua là 2000 ha. Con này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 3.700.000. Rồi tiếp tục một cái con, cái này là dạng như là giống như là cái cứu hỏa mini anh em, cứu hỏa mini đó, cái mẫu này ha, thiết kế y chang là cứu hỏa mini luôn. Thì đối với lại cái con Subaru này á, Subaru này á là cũng như là cái lưu lượng nước của nó rất là khủng nha anh em, lưu lượng nước nó lên tới 300 lít chứ, đó 300 lít trên phút, 0.3 mét khối. Cột áp nó là tới 42 mét, là cũng như là cái máy này là cũng như là nó vô là cứu hỏa luôn rồi, nó cái lực của nó rất là mạnh đó. Nhưng mà nó là động cơ hai thì nha anh em, động cơ hai thì đó, động cơ con này là khoảng 2,5 ngựa thôi. Đây
Nhìn cái động cơ của nó nè, nhìn là rất là đã. Con này thì nó chạy IC nha anh em. Đó, nó chạy IC, đồ của nó rất là đẹp luôn. Đồ của nó còn bóng loáng nha anh em. Bình xăng mà anh em mà nhìn thấy nó cỡ này là anh em cũng đã biết rồi. Thì đối với lại cái mấy cái này dễ phân biệt lắm. Cái bình xăng này nó gia chậm ngoài nắng. Thì ngoài nắng thường thì những cái máy mà nó cũ á, thì cái bình xăng nó nhìn nó ố vàng lên. Còn mà nếu mà những cái máy mà nó nằm nó ít có xài, ít có sử dụng qua thì cái bình xăng nó sẽ rất là trắng, rất là đẹp. Rồi bây giờ sau đây là mình cũng xin thông báo giá lại con số 3 bơm nước. Con này là Shibura đó. Con này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 1,5 triệu. Ống hút xả của nó là ống hút xả 40, lưu lượng nước của nó là 300 lít trên phút, cột áp của nó là lên đến là 42m nha anh em. Đó, ống 40 mà còn áp lên 42m là cũng như là cái này mà anh em mà để dành sư cua để chữa cháy đồ cũng quá rất là ok, rất là ngon. Đó, con này nó vô là cũng như cái thông số này là vô cho cũng như là thông số nó vô cũng như chữa cháy luôn rồi, chữa cháy mini rồi. À, rồi sau đây là mình cũng xin test máy luôn cho anh em xem. Rồi bây giờ mình cũng xin thông báo giá lại con số 3 ha. Con số 3 bơm nước Shibura. Con này thì động cơ của nó là động cơ 2 thì đó, động cơ xăng pha nhớt. Thì đối với lại cái con Shibura này nó được kéo một cái sinh bơm nó rất là cũng như nó nhỏ, nhưng mà có cái là cái lưu lượng nước của nó rất là cao. Lưu lượng nước của nó lên đến là 300 lít trên phút. Đó, cột áp của nó là 42m. Đó, hai ống hút xả đều 40 nha anh em. Con này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 1,5 triệu. Rồi. Rồi, tiếp tục một cái con số 4 bơm nước Robin EC06. Con này là động cơ là 2.5 PS là 2,5 người nha anh em. Con này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 1,2 triệu. Đó thì đối với lại cái con mà số 4 bơm nước Robin EC06 này thì nó được kéo cái động cơ là nó được cái động cơ của nó là động cơ 2 thì xăng pha nhớt nha anh em. Đó, xăng pha nhớt. Thì cái bình xăng của nó hơi bị ố một tí đây nha anh em. Đó, nó hơi bị ố đây một tí. Ha. Đó. Nhưng mà máy thì hoạt động rất là ok. Đó, ở trong nó còn rất là đẹp luôn. Đó, nó hơi bị ố ngoài nhưng mà có cái là ở trong là anh em nhìn nè. Đó, nó sáng giới luôn, nó rất là đẹp. Nhưng mà ở ngoài đây á, coi như là nó bị ba cái quá chất gì đó, hình thử ra nó bị hơi ố cái bình xăng một tí. Chứ máy là còn như là rất là ngon ha. Đây, rồi bây giờ mình cũng xin quay một cái ngoại hình cho anh em xem. Sinh bơm cũng còn rất là liền lạc luôn. Anh em nhìn ở trong cái họng sinh bơm nè, coi như là nó chưa có sử dụng qua luôn á, nó còn mới tinh luôn. Cái này là riêng nha anh em, mình chưa có qua vệ sinh nha. Cái này là đâu đó thì mình nói rõ cho anh em, cái này là riêng nè. Đó, cũng như là cái màu này là màu riêng của nó luôn, màu nhôm riêng luôn ha, chưa có qua vệ sinh. Nhưng mà có cái là cái máy này theo mình nghĩ là nó ít có xài lắm, nhưng mà có cái là nó bỏ ở ngoài
thành thử ra cái đầu của nó hơi xét tí đó. Rồi thì đối với con này thì cái bô e của nó, cái bô e của nó về thì nó bị, nó bị móp, bị bể cái bô e rồi. Thì bây giờ mình bỏ luôn cái bô e đó rồi. Còn nếu mà anh em nào nếu mà có nhu cầu á, có thể là mình chế cái bô e khác, hoặc là mình đưa cái bô e khác về cho anh em tự chế vô ha. Đó, cái bô e này công như về nó bị đè móp hư cái bô e rồi. Mình thử ra không, mình tháo mình bỏ luôn cái bô e đó. Còn nếu mà anh em có nhu cầu mà xài bô e chế thì mình sẽ chế cho anh em, hoặc là mình đưa cho anh em về tự chế. Ok. Rồi bây giờ sau đây là một cái phần clip test cho anh em. Bây giờ mình sẽ test máy luôn cho anh em. Số 4, bơm nước Robin EC06, động cơ là 2,5 người. Con này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 1,2 triệu. Rồi. Kỳ chắc luôn nha anh em. Cực kỳ chắc luôn nha anh em. Rồi con số 4 bơm nước Robin EC06, động cơ là nó là 2 kỳ 2 thì nha anh em. Xăng pha nhớt con này động cơ là 2,5 ngựa. Con này thì mình được giá bán cho anh em giá là 1,2 triệu. Quên nữa, ống hút xả xin bơm là ống hút xả 40 nha anh em. Ống hút xả 40 đây, ống hút xả 40 ha. Theo như mà những mà cái dòng mà 2 thì này á, thì theo như mình nghĩ á, thì cái cục áp của nó cũng rất là xa chứ không có gần đâu ha. Cục áp con tự cái thông số con này nó bị bay mất rồi, thành thử ra mình không có đọc được cho anh em đó. Theo như mình đánh giá là con này á, cục áp nó phải lên đến từ 35m đổ lên chứ không dưới 35m đó. Tự vì mấy cái dòng 2 thì á, con như cái cục áp của nó đẩy rất là xa. Rồi kế tiếp là một cái con này là máy phát điện nha anh em, máy phát điện Robin. Con này nó có cái model là EI15, động cơ là 3,5 ngựa. Đó, động cơ là 3,5 ngựa. Bây giờ sẵn đây mình sẽ cho anh em xem một cái ngoại hình mặt trước ha. Đây là một cái bình xăng của nó. Bình xăng của nó còn rất là đẹp luôn anh em ơi. Đó, bình xăng có như là nó còn mới tinh luôn ha, trắng phiếu. Đó, xăng từ bên Nhật về còn luôn. Đó, bình xăng mà nó còn trắng tinh vậy luôn nè, cái lượt xăng nè. Còn rất là đẹp ha. Rồi bây giờ mình sẽ quay qua bên cái mặt bên tấp lô đó, mặt tấp lô cho anh em xem cái ngoại hình con này á, thì nó được cái hãng Shindewa đó, Shindewa nó sản xuất ra cái bộ này. Thì đối với lại cái con Y15 này á, thì cũng như là cái công suất của cái củ phát này á, là nó được là 1,5 kg nha anh em, nó được 1,5 kg. Thì nó có 2 ổ, mỗi ổ là 100W, cũng như ổ nào cũng 100W hết, nhưng mà nó là 2 ổ cắm ha. Còn công tắc đây là công tắc on off. Đó, công tắc on off khi mà anh em mở cái nguồn điện. Đó, khi mà anh em mà không cho cái nguồn điện qua đây thì anh em sẽ off lại. Anh em muốn cho nguồn điện qua đây là anh em sẽ mở lên, là cái đồng hồ mình nó sẽ báo cái số volt của mình. Rồi thì đối với lại cái con con Shindewa này á, thì nó có một cái cổng sạc. Cổng sạc là 12V, DC 12V. Con này là lên đến là 10A luôn nha anh em. Đó, cổng sạc của nó 12V DC lên đến là 10A. Đó, thường thường người ta khoảng cỡ chừng 8.3 hoặc 8.5 ampere thôi, nhưng mà con này nó lên đến 10A. Đó, nó sạc cũng rất là mạnh, rất là hợp lý cho anh em, mà chẳng hạn như anh em mà có mà nhu cầu mà để sạc bình đồ này kia cũng rất là sướng ha. Rồi thông số nó bên đây,
Con này á, nó phát ra là điện 100V nha anh em. Công suất của nó là 15A. Đó, công suất của nó là 15A. Đó, công suất liên tục là nó nạp được 15A. Còn mà công suất mà nó phát liên tục á, phát chuẩn liên tục á là nó được 1.5 kVA. À, rất là hợp lý. Rồi quay cái mặt bên kia, đi ra bên kia. Còn theo như mình nghĩ là cái máy này ở bên đó nó ít có xài lắm anh em. Đó, anh em nhìn cái đồ của nó còn rất là sáng sủa luôn. Ốc là còn đều 7 màu đều rang hết. Bộ e là còn nó còn 7 màu luôn. Ha, cái máy này còn rất là đẹp. Rồi sau đây là mình sẽ test máy luôn cho anh em xem. Rồi đem cái máy xuôi ra đây. Bỏ bên đó mà lấy cái khúc gỗ luôn, test cho người ta coi luôn, coi nó ăn tải rồi luôn. Rồi sau đây là cũng như là mình trước khi mình test mình sẽ cũng nói rõ luôn anh em, khi mình cho máy nổ rồi mình sẽ cho nó hoạt động, nó kéo một cây cưa của Hitachi sơ 7 F FX FS là cũng như là lưỡi 190 nha anh em. Công suất của nó là 1050W. Đó, bây giờ mình cũng xin test luôn cho anh em xem. Điện rất là chuẩn luôn anh em. Đó, ra điện cực kỳ chuẩn. Nó cắt nó kéo một cái cây cưa một công suất là 1050W mà nó kéo rất là khỏe nha anh em. Rồi. Bây giờ báo giá này máy này đi rồi qua tới máy rồi luôn. Rồi thì đối với lại cái con đó, con này là số 5 máy phát điện Shinawa. Đó, nó được kéo một cái đầu kéo của Robin Y15. Đó, con này thì công suất của nó là 1,5 kg nha anh em. Công suất là 1,5 kg. Thì nó có cổng sạc bình DC 12V lên đến là 10A. Đó, còn công suất mà điện mà phát chuẩn là nó ra là 15A. Rồi, thì đối với lại cái con Shinawa này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 2,8 triệu. Đó, giá là 2,8 triệu nha anh em.
Rồi kế tiếp là cũng như là mình cũng đọc thông số cái cưa luôn đó, cưa ti trượt Hitachi đó, con này thì nó có cái model là C7FF đó, FF thì đối với lại C7 thì nó là lưỡi 190 nha anh em, lưỡi 190 đây, lưỡi của nó còn rất là đẹp, lưỡi của nó còn ken xe luôn ha, hợp kim còn đều rang không bị tì vết gì hết đó, lưỡi của nó rất là đẹp, lưỡi theo máy nha anh em. Thì đối với lại cái con cưa trượt Hitachi này á, hành trình cái đường hành trình mà nó cắt á, là nó được là 2 tấc đó, hành trình nó cắt là được 2 tấc. Thì đối với lại con này á, thì nó có xây bốn xe mâm hai bên 45 độ đó, xây rất là nhẹ ha, xây rất là nhẹ luôn đây đó, xây rất là nhẹ. Rồi có chế độ nghiêng 45 độ nha anh em, đây nghiêng 45 độ, nghiêng 45 độ anh em phá lại ha, tuy nó còn rất là nhẹ nha anh em, tuy nó rất là nhẹ, nhẹ te luôn á. Máy này cũng như là các tính năng là cũng như nó còn rất là trơn tru nha anh em đó, các tính năng luôn còn rất là trơn tru, về anh em cũng như là việc là anh em đưa vô là anh em sử dụng thôi, không có cần làm gì thêm ha, cũng như máy này hoạt động rất là tốt. Thì đối với lại con số 7 FS này thì tháng 4 nó có tháng 4 đầy đủ nha anh em đó, tháng 4 đầy đủ hết toàn bộ, tháng nó rất là tốt, rất là ngon. Rồi thì đối với lại con cưa trượt Hitachi C7 FS này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 2 triệu nha anh em đó, giá là 2 triệu đó. Anh em nào mà có nhu cầu máy ti trượt thì xin liên hệ số 0914711438. Rồi tiếp tục là mình sẽ qua lại những cái dòng mấy cái đầu áp cao đó, mấy cái đầu áp cao ha. Con này thì con số 6 rửa xe Cosin nha anh em, con này là rửa xe Cosin, nó cũng như là nó cũng như toàn bộ của Cosin luôn, đầu kéo là của Cosin K100 đó, K100 đó, ngoại hình máy là anh em nhìn là cũng như theo mình đánh giá là trên 95%, rất là đẹp đó, máy là cũng như là rất là ken luôn, nhìn nó cũng như từ chi tiết luôn, cũng như là cái máy này ở bên đó là cũng như theo mình nghĩ là nó chưa có xài. Rồi bây giờ sau đây là mình sẽ quay sơ lược qua một cái ngoại hình cho anh em xem. Đây anh em nhìn cái dàn đồ này nè, ốc là còn hả, là cũng như là còn trắng tinh hết như là máy mới đó, thấy không. Rồi bên hông nè, đó cái máy này anh em nhìn là cũng như là hết tưởng tượng, cái máy nó mới tinh luôn anh em. Rồi đây là nó cái bằng đầu áp của nó. Thì đối với cái đầu áp này thì cái áp của nó là được 110 kg nha anh em, 110 kg, lưu lượng nước của nó là 7 lít đó, lưu lượng của nó là, nước của nó là 7 lít trên phút máy rất là mới, hàng nội địa Nhật mà anh em nhìn tưởng tượng quá trời đẹp, quá khen luôn. Rồi thì cũng như là mình cũng cho anh em xem qua một cái sơ lược cái ngoại hình của nó, rồi một lát nữa thì mình cũng đem máy ra ngoài luôn, mình test luôn cho anh em xem coi. Rồi bây giờ mình cũng xin thông báo giá ha, con số 6 rửa xe Cosin, con này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 3 triệu đó. Rồi lát nữa mình sẽ test luôn cho anh em xem đứng con kia. Rồi tới con số 7, con này rửa xe cái này 1130 mà ai với 131 chỗ này thôi vậy rồi. Con này là rửa xe Mitsubishi GM130 nha anh em, con này có cái đầu kéo của nó là GM130, động cơ là 4 ngựa, con này nó được chèn cốt xéo tua chậm, tua của nó tua trung bình là tua 1800, mắt tua là 2000 đó, mắt tua của nó là 2000. Thì con này mình được giá bán cho anh em với giá là 6 triệu. Thì bây giờ mình cũng giới thiệu cho anh em sơ lược qua một cái bộ phun thuốc của con số 7 Mitsubishi GM130 này. Đây thì đối với lại cái con cái đầu kéo thì của Mitsubishi GM130
thì nó được kéo một cái đầu áp của thằng MS310 Maruyama MS310. Thì đối với lại cái dòng MS310 này anh em cũng quá quen thuộc rồi, cũng như là nó cài rất là châu bò nha anh em, nó cài rất là sướng luôn. Đó là sử dụng da đen đó, ba lồng da đen. Thì đối với lại mà những cái dòng mà Maruyama mà MS310 này á, theo như mình đánh giá là cũng như là nó rất là phổ thông ở trên thị trường đó, cũng như là rất là nhiều anh em biết là cũng như là nó xài cũng rất là bền bỉ ha. Rồi thì đối với lại cái con số 7 rửa xe Mitsubishi này á, thì con này đó là cũng như là con này là anh em được xài súng nha anh em bỏ súng vô đây xài bình thường ha, khi mà anh em phá cò là cũng như tự nó động nước nó hồi về đó, tự động nước nó hồi về đây. Ngoại hình máy là cũng còn rất là sáng sủa, rất là sạch sẽ luôn ha. Cái đầu áp này cũng như là anh em nhìn là hết chê luôn, rất là đẹp, áp là cực kỳ mạnh nha anh em, áp là cực kỳ mạnh. Rồi một lát nữa mình cũng xin kéo máy ra ngoài mình test luôn cho anh em xem thêm một cái bộ số 7. Rồi bây giờ mình xin thông báo giá số 7 rửa xe Mitsubishi GM130 động cơ là 4 ngựa đó. Con này thì nó được chuyền cốt xéo tua chậm. Con này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 6 triệu đó. Thì đối với lại bộ số 7 này nó được chuyển động bằng dây cơ ro nha anh em, được chuyển động dây cơ ro thì rất thích hợp cho anh em, chẳng hạn như anh em muốn tháo cái đầu máy ra đi bỏ xuống vỏ lãi hay là hoặc là những cái vật gì anh em cần thì anh em cứ lột ra là anh em đưa lên là xài thôi. Rồi rồi sau đây là một cái con số 8 rửa xe cách âm Honda. Con này á, thì nó có cái model là GX200 nha anh em. Không để GX200 động cơ là 6 ngựa nha anh em, động cơ 6 ngựa. Con này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 8 triệu rưỡi. Thì đối với lại giá 8 triệu rưỡi á, mình sẽ cho anh em xem một cái ngoại hình, rồi mình sẽ công bố luôn là cũng như là 8 triệu rưỡi gồm những cái gì thì mình cũng công bố luôn cho anh em. Rồi sau đây là cái nắp bên đây, là cũng như là cái nắp bên đây là cái bô e bên đây ha, phần chi tiết bô e bên đây. Đó. Rồi còn ở đây, ở đây là quay ra tự nhiên quay vô tới thôi. Rồi đây là bên cái nắp chụp còn của nó, máy là còn rất là đẹp nha anh em. Theo cái bộ này á, là theo mình đánh giá là còn khoảng trên 80% đó, đồ ở trong của nó còn rất là đẹp luôn, ốc là cũng như là nó trắng tinh hết, còn 7 màu đều đen hết. Nắp chụp cò anh em nhìn nè, nó còn rất là đẹp. Rồi ok, rồi còn bên cái mặt cửa đâu nữa, đâu chờ kéo qua phải mở cửa luôn. Rồi đây là cái phần đầu áp của nó nè anh em nhìn đó, đầu áp của nó là rất là đẹp luôn, nó còn là còn cái màu đó là cái màu rin của cái đầu nha anh em. Đó cái đó còn màu rất là đẹp, màu đồng luôn. Rồi đóng lại. Rồi còn bên đây là bên cái hông máy. Thì đối với lại cái con Honda cách âm GX200 này á, động cơ 6 ngựa này á, thì nó có báo nhớt nha anh em. Mấy cục báo nhớt nằm ở đây. Rồi còn đây là một cái quanh thúc, quanh xả, quanh áp. Đây là cái đồng hồ áp. Còn đây cái e, đây công tắc. Thì đối với lại con này á, nó có model á, thì MWZ13 150 SSB. Rồi bây giờ mình cũng công bố luôn cái giá ha. Con số 8 này rửa xe cách âm Honda GX200 động cơ là 6 ngựa đó. Thì con này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 8 triệu rưỡi. Thì 8 triệu rưỡi mình sẽ bao gồm cho anh em một cái cộng dây hút và cộng dây xả và một cộng dây áp luôn nha anh em. Một cộng dây áp nó dài khoảng 15 mét, cộng dây áp của nó là rất là lớn, cộng dây áp của nó là theo như mình đánh giá là nó khoảng là 13 ly đó, cộng dây áp của nó là 13 ly nha anh em.
Đó thì nó có đầu bi đồ nối nhanh đồ đầy đủ hết. Đây là mấy cái đầu bi của nó nối nhanh đồ đầy đủ hết. Rồi thì nó có một cái gì là con cũng như đó là 8 triệu rưỡi mình sẽ mình không có súng thì mình sẽ bao gồm cho luôn cho anh em, là cũng như về cho anh em có đủ bộ xài, là cũng như là mình sẽ đưa vô cây súng của Đài Loan đó, vô cây súng mà hàng mới nha anh em, dây súng cây súng hàng mới của Đài Loan đó, để cho nó có bộ cho anh em xài luôn, anh em khỏi cần phải mua ha. Thì con này mình được bao gồm là cũng như là các cái phụ kiện cho anh em, thì mình được giá bán cho anh em với giá là bộ này là 8 triệu rưỡi. Rồi sau đây là mình cũng xin đem máy ở ngoài rồi, thì bây giờ mình cũng test luôn cho anh em xem. Bây giờ mình cũng đọc lại, mình test một con số 6 rửa xe Cosin. Con này thì mình được giá bán là cho anh em với giá là 3 triệu nha anh em. Đó, động cơ con này là 2,5 ngựa. Đó, nó kéo cái đầu áp của nó là áp là 110 kg. Cái lưu lượng nước của nó là 7 lít trên phút nha anh em. Rồi, bây giờ mình cũng xin test máy luôn cho anh em xem. Đó, cái này thì mình không có dây, mình không có dây với lại mình không có súng, mình thử ra mình không có test được cho anh em. Đó, cũng như là mình chỉ là test cái áp cho anh em xem thôi. Đó, chứ nếu mà anh em về bỏ dây súng là xài ngon lành. Đây. Rồi áp nó rất là cực kỳ mạnh luôn em.
Thì đối với là cái máy này về anh em bỏ dây súng đồ vô là cũng như là nó đi rất là mạnh nha anh em. Hiện bây giờ là bây giờ mình không có cái đầu bếp nào hết đó mà nó ra cái lượng nước rất là mạnh luôn. Đó về mà anh em mà bỏ dây súng vô cũng như là anh em xài rất là ngon cái đối với lại cái con số 6 Cosin này. Ha. Rồi. Thì bây giờ mình cũng công bố giá lại ha. Cũng như con số 6 rửa xe Cosin con này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 3 triệu. Thì đó như là 3 triệu là chưa có bao gồm dây ống gì hết nha anh em. Về anh em tự bỏ dây ống vô. Và mở ra. Rồi tiếp tục một cái con số 7. Đây con số 7, con này là rửa xe Mitsubishi GM130, động cơ là 4 ngựa. Thì con này là nó được truyền cốt xéo tua chậm. Đó, tua của nó tua 1800, mắt tua là 2000. Thì đối với lại cái con bộ rửa xe số 7, bộ rửa xe phun thuốc số 7 này đó, thì nó được chuyển động bằng dây coro nha anh em. Đó, nó chuyển động bằng dây coro. Đó, nó kéo cái đầu áp của Maruyama MS310. Rồi bây giờ mình cũng xin test máy luôn cho anh em xem ha. Biết mình cũng không có dây luôn. Con này mình cũng không có dây, mình test luôn, coi như là mình test trực tiếp cái đầu bếp đi ra luôn cho anh em xem. Đang chế độ nổ ga tiên.
Ok. Quên nữa chỉnh để qua chức năng phá cò. Thì đối với lại cái máy này coi cũng như là nó chế độ mà chẳng hạn như anh em mà phá quanh độ là phá quanh hoặc là anh em có súng anh em bỏ vô ngắt súng rồi đều ok ngon lành hết nha anh em. Cũng như cái máy này nó xài sử dụng được súng hoặc là anh em phun thuốc anh em có thể là phá quanh lại được, là máy hoạt động bình thường, không máy không có không bị tắt ha. Cũng như là hoạt động bình thường, cũng như là khi mình phá quanh là nó hồi trở về cái thùng thuốc của mình hoặc là cái thùng nước của mình. Rồi bây giờ mình xin báo giá lại con số 7. Con số 7 rửa xe Mitsubishi GM130, động cơ là 4 ngựa. Thì con này mình được giá bán cho anh em với giá là 6 triệu. Thì con này cũng chưa bao gồm dây nha anh em. Chưa bao gồm dây hút, dây xả. Đó, dây áp về tự anh em bỏ vô. Còn nếu mà anh em muốn cần dây hút, dây xả thì mình sẽ tính tiền thêm một cái cộng dây hút, dây xả cho anh em. Đó, về anh em chỉ bỏ cộng dây áp vô là xài. Đó, dây hút, dây xả là dây riêng. Đó, dây là dây riêng. Rồi thì con này mình được giá bán cho anh em với giá là 6 triệu nha anh em. Con số 7 rửa xe Mitsubishi GM130, động cơ là 4 ngựa. Con này được truyền cốt xéo tua chậm. Đó, tua của nó tua 1800, mắt tua là 2000, thì nó được kéo một cái đầu của Maruyama MS310. Đó, thì con này mình được giá bán cho anh em với giá là 6 triệu. Mở luôn. Để gì mở luôn, mở thảy ra luôn. Rồi qua tiếp tục qua tới con số 8 Honda. Đó, Honda cách âm. Con này là thùng cách âm nha anh em. Đó, số 8 rửa xe hoặc là phun thuốc cách âm Honda, động cơ là có model là GX200. Đó, động cơ là 6 ngựa. Đó, 6.0 PS. Đó, thì con này mình được giá bán cho anh em với giá là 8.5 triệu. Thì 8.5 triệu mình sẽ bao gồm cho anh em một cộng dây hút và một cộng dây xả và một cộng dây áp và thêm một cây súng hàng mới nha anh em, cây súng hàng mới của Đài Loan. Đó thì bao gồm là cũng như là đầy đủ phụ kiện cho anh em là giá là 8.5 triệu. Rồi bây giờ mình cũng xin test máy luôn cho anh em xem. Có máy. Thôi. Máy hoạt động rất là êm. Anh em nghe máy nó đang hoạt động mà anh em của tôi là không nghe được máy. Máy nổ rất là êm. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng súng. Tay luôn á.
thở mở nữa. Cực kì em anh em. Ok. Hợp lại nha anh em. Thì còn cũng như mình xin thông báo giá lại ha. Cái con này cái thông số với lại cái giá của nó luôn. Con số 8 rửa xe cách âm Honda GX 200. Động cơ là 6 ngựa. Đó, thì con này mình được giá bán cho anh em với giá là 8,5 triệu. Thì đối với lại cái con này thì cái áp của nó là 150 nha anh em. Áp của nó 150 kg, lưu lượng nước của nó 13 lít. Đó, thì cũng như là mình cũng có đã bao gồm dây ống đồ đầy đủ cho anh em. Thì giá của nó là 8,5 triệu. Rồi bữa nay là cũng như là mình cũng có những cái mặt hàng mới về, mình muốn mình cũng có test và báo giá luôn cho anh em từ chi tiết. Thì anh em nào có cần xin liên hệ số 0914711438. Địa chỉ của mình là C12/45 xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi cảm ơn anh em và hẹn gặp lại.